Bỏ cho cô bay vào nồi cơm điện, bạn đã thử chưa? Chuyện là từ Tết đến giờ quá trời đồ ngọt, không ai thèm ăn mấy cái này nữa, còn dư lại hai cái cho cô bay làm gì đây ta? Cuối cùng mình đã được mấy em bé ở gần nhà mách cho một nước, đó là hãy bỏ bánh vào trong lò vi sóng, nếu không thì cho vào trong nồi cơm điện sẽ có kết quả bất ngờ. Nghe tò mò đến như vậy thì còn chờ gì nữa, lập tức cho vào lò ngay, nhấn trong vòng 15 giây và đây là kết quả. Ủa xí, chờ xíu nha, còn phải bỏ cái này vào trong nồi cơm điện đã. À ha, cơm nhà nấu xong, canh bà ngoại. Ý, bây giờ mà cho nguyên cái dĩa này vô chắc chắn là sẽ bị la, mình phải đổi qua thành cái chén. Thật lòng thì lúc nãy mình có nghĩ là thành phẩm sẽ ra sẽ hơi khó đỡ một chút xíu, nhưng mà không, nó không hề dở. Khi lấy ra cả nhà đừng có nên ăn ngay, để khoảng cỡ 3-4 giây thì cái mặt bên ngoài nó sẽ rất là giòn và bên trong ta nói nó mềm mà nó ấm, giống như kiểu marshmallow mà được hơ ở trên lửa vậy đó. Và đây đúng là tuyệt phẩm luôn, khi cho vào trong nồi cơm điện nó mềm, nó dẻo, nó ấm và bên trong nó cũng chảy ra y chang như vậy nhưng không hề bị khô một chút xíu nào. Cả hai cách thì mình đều làm nóng nó lên nên mùi thơm rất là quyến rũ, nhớ là phải thử đó nha. Rất là kỳ lạ luôn nha cả nhà, mình đi mua cháo đậu người ta đưa thêm một bịch nước cốt dừa nữa mà có cả chà bông thì tức là đồ mặn ăn sao ta. Thử thách một ngày ăn cháo, để xem nào, mình gọi thêm chà bông, trứng muối, dưa muối và tôm rim. Tìm mãi thì mới có cái quán bán cháo đậu đen cùng với một chút xíu muối mèo phía bên trên, đúng là cái thứ mà mình kiếm tìm. Con tôm hay là tép này rất là ngon, mặn mặn ngọt ngọt mà bên ngoài còn có cái vỏ giòn giòn. Hộp vịt muối thì mình chỉ toàn ăn lòng đỏ bởi vì nó bùi, còn cái vỏ bên ngoài nó mặn quá mình bỏ không hà. Mình thích ăn cháo đậu, còn anh chồng thì thích ăn cháo lá dứa, cả nhà có thể thử hai cái luôn nha. Ăn với cái dưa muối này cũng cực kỳ có lý luôn nè. Ủa còn cái bịch nước cốt dừa có ý nghĩa gì ta? Bữa trưa thì mình đòi ông xã đưa đi gặp gỡ mấy chị em trong hội slum. Ở bên trên thì toàn là đồ hấp nhưng mà ở bên dưới thì có cháo luôn đó nha. Nếu mà cả nhà đi ăn hay gọi cá chình hay là cá giòn nó ngon xuất sắc. Trong một hội chắc chắn có một cô nàng không biết ăn hành lá cho nên tụi mình đã múc riêng ra. Cháo mềm thơm ngon ngọt là bởi vì nó hấp thụ được hết tất cả những cái tinh hoa, còn đồ hấp ở bên trên rớt xuống. Đêm về thì vợ chồng mình ăn cháo ếch Singapore. Hồi đó cứ có người nhà Việt Nam qua là y như rằng dẫn nhau đi ăn món này. Kiểu giống như già cả nhớ về một thời đã qua vậy. Cháo hôm nay mình ăn thì khá là giống ở bên Singapore, có cái là mình được chọn hương, hương hành, hương tỏi hoặc là hương mai quế, mình cũng biết mai quế là cái gì nữa. Thịt ếch dai không có bị bở và đặc biệt là the cay vừa phải. Phần một con ếch là 35k, còn hai con là 60k, nghe cũng có lý quá ha. Ai nói ăn cháo là không có no, muốn tắt thở bé mỡ luôn á. Cả nhà có biết không, đôi khi mình nói là đi uống cà phê nhưng mà chưa chắc là mình sẽ uống cà phê mà nghiện luôn cả những cái món bán ngoài lề đường xung quanh đó. Hôm nay thì mình có lịch livestream buổi tối, xong rồi cái mệt quá trời, không có muốn đi đâu nữa trơn, muốn đi về nhà nhưng mà vẫn cứ thèm là bỏ biết ngọt. Cả nhà có tin không, riêng cái khoản mà kiếm đồ ăn vặt để mua về nhà có combo sẵn á thì mình là số 1, bởi vì còn phải ship pizza cho nên tất cả mọi thứ chỉ được na ná thôi. Bây giờ mình sẽ bắt trước nha. Ở bên dưới là một lớp bò bía nè, tiếp theo là mạch nha, rồi đến dừa khô và đến mè nữa, cuốn lại giống y như là bánh tráng bơ, và bây giờ thì có thể ăn được rồi. Theo như cảm nhận của mình thì nó chỉ có giống đến 50-60% thôi à, bởi vì dừa người ta dùng là dừa tươi, nó sẽ béo hơn nhiều luôn á. Nhưng mà tính ra thì nguyên một cái combo khá là gọn nhẹ, rất là thích hợp để ăn vụng trong lớp hay là ăn đêm giống như mình nè. Hello, ở đây có ai đã từng lên sổ đầu bài bởi vì ăn vụng bánh tráng ở trong giờ học chưa? Hãy giơ tay. Cái ký hiệu ở trên lon này cực kỳ khó hiểu, cả nhà mình xúm vô giải mà cũng không biết là cái gì luôn nè. Thỉnh thoảng do tính chất công việc hay bị stress á cho nên vợ chồng mình sẽ thường hay đi tỉnh một cái chuyến rất là ngắn, khoảng cỡ mấy tiếng là về thôi hả. Đi được một lúc thì đã đến điểm dừng, đi xuống để giãn gân cốt nè. À, làm ly cà phê cho nó tỉnh táo. Địa điểm ngày hôm nay thì chính là Tây Ninh và Rinh luôn, cả hai tên em bé đi côn. Phải nói là lũ con nít này được gắn pin hay là động cơ gì á mà lúc nào quậy cũng rất là sung. Cái xe cà phê của cô thì ở ngay điểm dừng mà bán toàn là đồ ngoại nhập, hình như cái lon này là của Thái Lan thì phải. Nhìn lạ lạ mà cũng quen quen. Ủa, đi đâu mất tiêu vào cái lỗ ở trên cái khoen. Đi Tây Ninh thì chắc chắn mấy anh chọn ăn bò rồi, nhưng mà không, đây không phải là mục đích của mình. Ten ten, và đây chính là bánh tráng. Nhớ hồi nhỏ toàn là đi xuống căng tin xong mua bịch lên lén lén trộn ở dưới căn bàn. Hồi đó làm gì có tiền, dù có 500 bịch hà mà đứa nào mua được nguyên một chùm là rất là sang, không biết bây giờ bán nhiêu rồi nữa. Cái bánh tráng xì ke này mà vắt tắt vô ăn đảm bảo ghiền, cả nhà đã thử chưa? Nhìn nhỏ nhỏ vậy mà có vỏ vị cay, nó xông lên trên mũi xong rồi xuống dưới họng, vừa ăn vừa khóc mà nó cứ âm ỉ ở đó, không phải uống nước cái là xong đâu nha. Mà đó chắc là lời nguyền của dân nghiền bánh tráng, có hít hà như vậy thì nó mới ngon. Kỳ lạ ghê. Nhà đã bao giờ nhìn thấy cái món này chưa? Thịt sống, trứng và nước tương, ăn sẽ thế nào và vị sẽ ra sao ta? Tính ra là cái video này mình quay cũng đã khá là lâu luôn rồi đó, không biết nhà hàng có còn bán cái món này nữa hay không nữa nha. Nhưng mình thấy rất là thú vị nên là quyết định chia sẻ với cả nhà. Cái lúc mà bưng ra thì mới thực sự là hài luôn, không có ai biết ăn món này như thế nào. Cuối cùng là phải nhờ sự trợ giúp của bạn phục vụ, bạn đó mới chỉ là phải đánh tan cái trứng ra, sau đó trộn đều lên như thế này. Cái lúc gọi thử nghiệm thì nhanh lắm, bây giờ đến màn đụng đẩy, ai sẽ là người ăn thử trước đây? Ủa rồi tự nhiên không có ai hả? Được rồi, để cho mình giơ tay. Ông xã ơi, sợ gì mấy cái này? Sau khi đã quậy nhuyễn, mình sẽ lấy cái hỗn hợp thịt này mình bỏ lên trên cái lá rong biển, rồi sau đó là cho vào trong miệng để coi cảm giác của ảnh như thế nào. Nhai, nhưng mà sao có vẻ không có hào hứng lắm vậy ta? Hỏi ảnh là vị ra sao thì ảnh cứ cười cười biểu là bây giờ đến lượt em thử rồi nè. Gì vậy? Ok la, thử luôn, sợ gì nè. Cả nhà đang coi trên màn hình chính là mình của 3 năm trước, cũng rất là chịu khó để thử đồ ăn mới, nhưng mà để nói cái món này ăn được thì nụ cười của mình có vẻ là hơi sượng.